Năm Kỷ Hợi mang yếu tố thổ, có tác dụng làm ổn định những nguồn năng lượng từ các yếu tố khác. Nữ chuyên gia Maris Allen, người Philippines, thuộc Hiệp hội Phong thủy Thế giới cho biết là hình tượng con lợn được coi là Phật quế trong 12 con giáp của Trung Quốc vì phong thái tự nhiên và thái độ dễ chịu của nó. Còn chuyên gia phong thủy Hans Kohl thì nhận định loài lợn là động vật thích sự thoải mái cũng như rất lương thiện, hào phóng và biết cách chăm sóc cho các thành viên trong gia đình. Năm 2019 hứa hẹn là một năm thuận lợi với những người tuổi Tý, Ngọ, Mùi, Thân. Họ sẽ gặp nhiều vận may và có nhiều nguồn lợi về tài chính. Những người tuổi Sửu cần lưu tâm hơn đến sức khỏe, thể chất và tinh thần trong năm nay. Người tuổi Dần và tuổi Mão cũng có một năm tốt đẹp, nhưng tuy nhiên cần giữ sức khỏe. Tuổi Tý và tuổi Thìn thì được nhắc nhở nên lưu tâm tới vấn đề tài chính cũng như rèn luyện sự bình tĩnh, tính kiên nhẫn. Còn với người tuổi Tuất và tuổi Dậu, 2019 sẽ là một năm cần nhiều nỗ lực hơn để thay đổi bản thân, đạt được mục tiêu của chính mình. Nhưng dù tài vận có như thế nào thì bạn cũng nên ở trong một tâm thế sẵn sàng chào đón năm 2019 với nhiều niềm vui, sự cố gắng và cả những quyết tâm của chính bản thân mình.